Rồi con đi chơi đi. Hôm nay rồi đi test thử mà lại mặc đồ giống nhau với bạn nên chứ bạn. Bạn ngồi xuống đây, đi coi. Đi test 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 thử đi các cô kìa, cô test nha. Lần đầu tiên có 100 luôn. Bất ngờ luôn, cùng trong học viên mới có được một cặp như vậy á. Lớp 2 cộng lớp 4. Ủa lớp 2 sao ta dữ ta. Vậy là do mẹ khéo. Này lớp 4, bé lớp 4, bé lớp 4. Chị Như sẽ học ở đây. Bạn lớp 3, một bạn lớp 4. Lớp 3. Bây giờ có rắn nó chạy được chưa? Được chưa? Ok chưa? Ok chưa? Các bạn ok chưa? Ok rồi đúng không? Rồi bây giờ tiếp theo nè, tới cái phần quan trọng nhất nè. Bây giờ mình cái phần quan trọng nhất của cái trò đuổi bắt là mình phải làm sao cho hai cái nhân vật này của mình nó tương tác được với nhau đúng không? Có nghĩa là khi mà cái con ếch này của mình nó đụng mưa nhán hoặc là khi con báo nó đụng mưa rắn thì điều gì đó phải xảy ra chứ? Đúng không? Đúng không nào? Đúng không? Rồi bây giờ hai con muốn điều gì xảy ra khi mà hai con này đụng nhau? Con ếch nó sẽ ăn con này, có nghĩa là con này biến mất đúng không? Rồi bây giờ con muốn là con báo này con rắn nó biến mất không? Con muốn rắn biến mất không? Có đúng không? Rồi ok, vậy giờ mình làm cho con rắn lại cái con này con gì ta? Con dán hả? Rồi ok, rồi bây giờ mình làm cho con rắn với con bỏ dán biến mất ha. Ok ha. Rồi bây giờ cô giảng nha, cô giảng bài nha. Rồi, hai bạn cùng nhìn nè, cô giảng một lượt xong một xíu nữa hai bạn phải làm lại cho cô nha. Để ý nha. Rồi, đầu tiên là cô sẽ lấy một cái câu lệnh nớ thì ra đây. Nớ thì nằm trong phần điều khiển nha hai bạn, thấy chưa? Rồi, cô lấy câu lệnh nớ thì ra, được không? Sau đó là cô sẽ lấy bên cái phần có màu xanh này nè. Lấy cái phần này nè, cô lấy cái phần này nè. Đó, cô bấm vô đây. Xong rồi cô lấy cái câu lệnh là đang chạm ra. Đây, thấy chưa? Xong rồi cô sẽ đổi con chỗ chuột của cô lại thành cái con người chơi là con đang có bên cái phần đối thủ á nha. Rồi bây giờ cái con muốn đụng người chơi thì nó biến mất đúng không? Rồi bây giờ cô qua cái phần màu tím này đó để cô lấy cái câu lệnh ẩn ra, được chưa? Rồi bây giờ con nè, biến mất chưa? Biến mất chưa? Rồi bây giờ biến mất rồi đúng không? Rồi bây giờ hai đứa làm lại tới đó cho cô. Rồi làm lại đi. Rồi bây giờ làm lại những cái câu lệnh này nha. Này, coi cho kỹ đi. Đó, lấy nó này ra. Không, con để dưới, ở dưới. Trời ơi, em không có để gì trước gì hết. À, đây con lấy con lệnh xoay ra đi. Con lấy con lệnh xoay ra trước. Con để cho, không, con lấy con lệnh xoay ra. Con để trên, con để cái con lệnh xoay này trên trước thì. Đúng rồi, rồi được. Rồi, con kéo cái xoay này nè. Đó, đúng rồi, con kéo vô, đúng rồi. Đó, rồi bây giờ mình tiếp theo mình sẽ lấy bên này. Thôi, chỗ ta. Thôi, rồi, con chờ em xíu nha. Thôi, đây này nha, con kéo lên, kéo lên. Rồi, đây nè, con thấy con lại đây không, con kéo vô đây. Từ từ, đá một xíu nữa. Rồi, ok, con đổi cái này lại thành người chơi. Đúng không? Mình chơi đâu? Đó, rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho nó ẩn đi đúng không? Rồi, mình cho nó ẩn đi. Rồi, mình kéo vô. Không, con để cái ẩn nằm hôm nay nè. Ok, rồi bây giờ con chạy em đi. Rồi. Chưa? Chưa hả? Uống nữa không? Rồi, na chưa? Na rồi hả? Giỏi. Thôi cất bịch đây mai ăn nha. Mai nha. Cất nha, Trinh cất nha. Rồi, ăn bịch đó đi.
Này là trái cây xay ra nè, trăng nít, táo, lơ, bôm, đào, bắp cải. Còn này là gì? Cà rốt, xoài, lơ. Trời, đâu có lấy đâu trời. Hết chưa? Rồi. Rồi đi giục con gác đi. Rồi đi giục con gác đi, rồi chút nữa ăn nữa nha. Đi xuống mở con gác đi. Bịch đầy tinh cất nha, mai ăn nha. Hay tối ăn, mai ăn à. Nãy hai phụ bán sữa nữa rồi. Hành nó ăn tiếp nữa hả? Hành nó ăn tiếp nữa hả? Dạ chứ sao hả? Dạ. À, dạ. Dạ. À, ngon không? Ngon. Dạ ngon. Nói đi. Dạ ngon. Hết rồi, đi dục đi. Không hả? Hết rồi. Rồi đậy nắp lại đem xuống con dục con rác đi nha. Đi dục con rác đi rồi vô. Đi dục con rác đi rồi vô phòng. Thôi hết rồi. Hết rồi. Cầm muỗng chắc ghê. Cái tay này nó mất tay cầm tiền rồi đúng không? Rồi tay cầm tiền rồi, chị Như phán luôn. Chị Như làm thầy bói luôn rồi. Đây, tay cầm viết ký chủ tịch. Người lãnh đạo. Ngày mốt là thành người ấy, nhớ nuôi Trình với Như với nha. Cậu đợi phành nuôi chắc xuống lỗ rồi. Viết đi, viết cho sạch. Của Thành. Không, anh không có gỡ nha con. Bưng xuống. Đợi. Không à. Thấy không? Ta nói chị ăn gì là em nữa rồi. Ăn theo cái đó vậy đó. Vậy hả? Bây giờ đang trải nghiệm 24 giờ trong cái túp liều. Cái túp liều đó là ăn uống tại túp liều luôn. Bạn Thành nó vô là phải bưng ra cái bàn này nè. 24 giờ thử thách 24 giờ đúng không? Thử thách 24 giờ trong túp liều đúng không? Mơ ngủ. Thịnh có quay rồi hôm, Thịnh có quay còn ngủ. Rồi tới công chuyện với ông luôn à, ông ăn luôn rồi. Rồi chị Như ăn là nó đòi ăn theo vậy đó. Tự xúc luôn này, hãy vừa cái tay. Đó, tự xúc ăn luôn giỏi không? Vậy mới giỏi với mấy con của mẹ nhông cha. Ờ Trinh ăn hả? Trinh chiên mà Trinh chiên cái miếng này ai ăn nổi. Mà ăn cái này sáng nó không có bị ngán. Sáng chưa? Đúng rồi. Ồ giỏi rồi. Ồ. Giỏi chưa? Hãy giờ mẹ chú thấy Thành thấy Thành giỏi chưa? Quá xuất sắc luôn. Tự xúc ăn đó, 2 tuổi á, vô tới 2 tuổi đó. Được chưa? Chị ăn gì là em ăn nó. Tôi nói là chị Như ăn cái gì là nó đòi ăn cái đó. Nó phải chia ra vậy đó. Rồi xúc luôn. Rồi. Cổ giỏi quá luôn á. Hôm mới ăn xong tô cháo rồi. Như là như thử thách 24 giờ trong cái túp liều và trong phòng này chắc Trinh dọn phòng chắc Trinh mua đồ khử mùi gì quá cho nó thơm phòng ăn nè. Trời ơi mẹ không có cho đem vô phòng ăn đó. Tức ghê, tự nhiên đang ăn ở trong nó ngon tự nhiên Thành vô. Thành vô là phải đi ra ngồi ăn chứ không được ăn, không có liều. Ủa vậy đó rồi đi toilet thì sao ta? Đi toilet sao ta? Đừng ra ngoài ăn. Đừng nha. Trời rớt cái tô của tôi rồi ông hai.
mua cái muỗng nhỏ cho con nha. Xin mua cái tô, kiếm tô giống vậy mà cái chén nhỏ cho con nha. Dạ chứ. Dạ. Con thích ăn cái tô này đúng không? Dạ. Dạ. Để Trinh để anh cái tô này lớn lên cho Thành ăn cơm nha. Giờ Trinh đi mua cho con cái chén nhỏ nha. Con ăn với chị Như nha. Dạ. Con đói lắm mà sao lại Thành con đói lắm mà. Trên cho ăn cái cây nha, bịch cái cây nữa nha, ăn hết đi trên cho ăn nữa. Thua mua chuột trời đó. Ăn uống mà ngon như vậy á là ăn cái gì cũng mua hết á. Giỏi rồi, mua cho ăn hết á. Rồi ăn ôm nó tô rồi rồi. Trời đất ơi, thương không? Sướng Thành quá, gió quá. Ở trên dép lại cho con ăn nha. Nha, nha. À, tính tóm lại cho con ăn, con múc mà ăn.